109 Trần Hưng Đạo lấy xe đây, 109 Trần Hưng Đạo lên về đi. Vâng, kính chào các bạn. Các bạn có ý kiến gì không? Tất cả đều thua, chỉ có Việt Nam mình thắng thôi. Bữa nay cái người mà thất bại nhiều hơn, nó buồn nhất là ông Moon. Tổng thống Moon của Đại Hàn rất buồn, đã theo dõi rất sát và đã thất vọng. Tuy nhiên rằng theo cái sự mà nhận xét của chúng tôi đó thì vẫn ngày hôm nay thì chưa có một cái thỏa hiệp nào được đưa ra, ngay cả cái vấn đề mà hủy bỏ cái lệnh cấm vận, hay là ngay cả cái lời mà tuyên bố là về cái không thử nghiệm thưa vũ khí nguyên tử thì ông Kim cũng không xác nhận, chỉ cười thôi. Thì điều đó, vâng, tất cả mọi người đều buồn, nhưng mà chỉ có Việt Nam mình thắng. Việt Nam mình thắng rồi, bảo đảm chúng ta đã làm tất cả cái bổn phận mà người ta đã tín nhiệm. Chúng ta cứ coi như là mình là những nhà hàng, mình là một cái nơi mà cho mướn sự kiện, người ta mướn nhà hàng để tổ chức đám cưới. Thì hai họ, cô dâu chú rể có một sự bất bình nào hay cái gì đó thì đó lỗi của hai họ chứ không phải lỗi của chúng ta. Vâng. Thì nhưng mà qua những lời cái buổi phát biểu của ông Donald Trump vừa rồi đó, trong cái buổi họp báo, thì chúng ta nhìn thấy ra một cái điểm là tất cả những cái lời tuyên bố mà gọi là có vẻ lạc quan của ông Trump đó đã bị thất bại, là bởi vì chính ông trong cái ngày hôm qua đó, khi mà ngồi bắt tay nhau đó, thì ông cũng lại nói với lại ông Kim một cái câu là kể ra ông cũng can đảm để đến Việt Nam nhỉ. Đấy. Thì cái câu đó có vẻ mình đọc nó mình hơi cảm thấy hơi sức. Ông phải nên nhớ rằng là dù sao đó thì Triều Tiên cũng là một cái đất nước thuộc về khối cộng sản, và thì họ tới Việt Nam làm gì có phải sợ mà ông phải tuyên bố một câu đó, cũng làm cho nhiều người không vui cho lắm với cái lời tuyên bố của ông Donald Trump. Để chúng ta biết rồi, người Mỹ thì họ luôn luôn có một cái kiểu, họ luôn luôn có một cái kiểu gọi là ta đây. Đấy. Và cái kiểu ta đây đó đã làm rất phiền rất mọi người. Và cái kiểu ta đây thì chỉ có Việt Nam Cộng Hòa cứ nghe lời thôi, chứ còn thật sự rằng chẳng có ai. Đó là lý do tại sao mà nước Mỹ bỏ tiền ra rất nhiều khắp nơi trên thế giới mà không được nhiều cảm tình, chỉ trừ có vấn đề mà các nước khác nhờ cái dù Mỹ để bảo vệ an ninh thôi, chứ còn thật sự rằng vấn đề quan hệ bạn bè thì người Mỹ nó không được khéo léo lắm. Vâng, thì cũng như là chắc chắn là sẽ có một cái hội nghị lần thứ ba, thì ông Trump có nói rằng không có biết là cái lần thứ ba này sẽ tổ chức vào thời gian nào, có thể là sớm và có thể là trễ, đó là theo lời của ông. Và ông lại nói một cái câu chúng tôi cũng thấy là cũng hơi ấy, là các bạn là đừng có, các nhà báo đừng có gọi là phiền nhiễu ông Kim. Ý của ông nói rằng là tại vì cái sự thất bại của ngày hôm nay đã làm cho ông nhiều người thất vọng, và từ thất vọng đó họ có những cái phản ứng không tốt đẹp với ông Kim. Thì ông như vậy vô hình chung cũng lại là một cái sự đánh giá của ông Trump với một cái người địch thủ của mình. Ra đều là ông Kim thuộc loại người cứng rắn hay là cái nọ gì đó. Vâng, thưa quý khán giả, và trong cái tình huống hiện tại thì chúng tôi nghĩ rằng là cái công việc mà theo lời ông Donald Trump nói rằng á, tất cả diễn biến vẫn cái quan hệ giữa tôi với lại ông Donald
Các bạn tối nay có muốn đi coi văn nghệ thì đi ra ngoài tượng đài nhé, Lý Thái Tổ. Chúng tôi có thể nhà báo thành ra có quyền vào trong đó để ngồi, nhưng mà máu của tôi chỉ thích cái văn nghệ Lệ Hằng thôi, thành ra cũng không có qua lại cái vấn đề. Trở lại cái vấn đề này thì ông Trump cho biết rằng ông Kim là một người tốt và quan hệ bạn bè của chúng tôi vẫn không có gì gọi là sứt mẻ, và chúng tôi vẫn coi ông Kim là một người tốt và chúng tôi có thể làm việc với nhau và có thể giải quyết những cái vấn đề trong tương lai. Vâng, thì cái ngày hôm nay nhiều người thất vọng là thất vọng ở chỗ là ở một cái địa điểm như thế này, ở một cái nơi mà đất nước thanh bình như thế này và cái hiếu khách như Việt Nam mà lại không thực hiện được một cái ước. Và rồi rốt cục thì tất cả mọi người đã cũng đã chia tay nhau. Bữa cơm và lễ ký kết đã bị hủy bỏ. Tức là bữa cơm trưa ngày hôm nay ông Trump đã đi về khách sạn Marriott để ăn, chứ không có ăn tại khách sạn Metropole. Đáng nghĩa ăn ở Metropole xong rồi cái đi vào ký kết. Và 4 giờ chiều sẽ có cuộc họp báo cả hai ông ngồi. Đấy, nhưng mà rồi rốt cục thì cái chương trình đó đã hủy bỏ. Và ông Trump sẽ lên máy bay ngay chiều hôm nay đi về Mỹ. Riêng ông Kim Jong-un thì sẽ ở lại. Bởi vì ông còn một cái hẹn với lại Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng vào ngày mai. Vâng. Ai hỏi gì phải không chú Hùng? Trần Anh Hà hỏi gì? Bùi Hồng Phong ở suốt cũng mới chia tay xong thì giúp cho nhà báo rất nhiều. Chúng tôi có rất nhiều tư liệu thưa quý khán giả của tôi, của Bùi Hồng Phong, nhưng mà rất tiếc rằng mình ở trong những thời điểm này thì là mình đưa những cái tin sống ngay tại chỗ, còn những cái tư liệu kia đó thì mình sẽ từ từ mình đưa lên sau. Nhưng mà qua một cái khí thế này thì không biết mình còn cái hứng thú để mà gọi là đưa lên nữa hay không. Đấy. Thế nhưng mà mình cứ đưa lên thôi, cũng để cho đánh giá cho một cái sự thật. Vâng, chúng tôi sẽ hẹn lại quý vị trong những cái livestream kế tiếp. Và tiếp tục, các bạn nào đã là đăng ký thì sẽ nhận được tin nhắn của KBG ngoài.